Thưa quý vị, chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam không chỉ gây hậu quả nặng nề về sức khỏe với những người trực tiếp tham gia kháng chiến, mà còn di chứng sang thế hệ con cháu của họ. Tuy nhiên hiện nay, thế hệ thứ ba bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin đang phải sống trong bệnh tật, thiệt thòi khi chưa được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước. Ánh mắt vô hồn, nụ cười ngờ nghệch. 15 năm nay, do phơi nhiễm chất độc da cam từ ông nội, cô bé này bị chẩn đoán bại não bẩm sinh, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Một nhà bốn người, nhưng có tới ba người là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Người bà gần 80 tuổi này trở thành trụ cột của cả gia đình. Song thiệt thòi hơn là 15 năm qua, cô bé vẫn chưa được hưởng trợ cấp liên quan đến chất độc da cam, mà mới chỉ được hưởng trợ cấp theo chế độ người tàn tật với mức 700.000 đồng trên một tháng. Bây giờ ông lại yếu như thế này thì chỉ còn có mình bà thôi. Thì bà cũng lo sau này ông bà có già có mất đi nữa thì cũng không biết là cho con và cháu ai chăm sóc hộ. Ý nguyện của bà là cũng muốn để cho cháu Trang đó có một cái chế độ ít ỏi nào đó. Bà Nguyễn Thị Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn cũng có hai người con trai và hai người cháu nội là nạn nhân chất độc da cam dioxin bị thiểu năng trí tuệ. Gần 70 tuổi, bà Sơn vẫn là lao động chính trong nhà với công việc ở xưởng làm chổi để nuôi cả gia đình. Khi sức khỏe ngày một yếu hơn, bà Sơn càng thêm lo lắng cho tương lai của con và cháu. Các cháu nó sống thì chắc chắn là nó bươn trải, xã hội nó sẽ không bươn trải được. Thế là có một cái trợ cấp của nhà nước đối với các cháu thì quá là tốt. Vì là các cháu tạo cho một cái điều kiện là các cháu là nó sống tạm thời để trong những cái cuộc sống sau này của các cháu. Đặc điểm của các cháu này là thường kém về trí tuệ, không học tập được và ít có khả năng lao động tự phục vụ mình. Đây là cái khó khăn cho các gia đình bởi bản thân họ đã là những người bị nhiễm độc. Sức khỏe yếu và cái việc chăm sóc con cháu là rất là gặp khó khăn. Tính đến tháng 5 năm 2024, toàn tỉnh có hơn 5.700 nạn nhân chất độc da cam đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó, hơn 3.500 nạn nhân là người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thuộc đối tượng người có công và hơn 2.200 nạn nhân là con đẻ của người tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ngoài ra, còn hơn 200 người thuộc thế hệ thứ ba là cháu của người có công, nghi bị di chứng chất độc da cam, vẫn chưa được nhận trợ cấp liên quan đến chất độc da cam dioxin. Thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước có những cái còn khó khăn đối với đối tượng bị nhiễm chất độc da cam, nhất là đối tượng thứ ba, là đối tượng F3, là các cháu. Hiện nay là vẫn chưa có chế độ chính sách. Khi chúng tôi đến tặng quà, nhìn các đối tượng phải nói là rất là thảm thương. Chúng tôi họp thường vụ và cũng có một cái chủ trương lớn là báo cáo lên trên đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm đến đối tượng là F3, đối tượng là các cháu, là hiện nay là chưa được Đảng Nhà nước là đưa vào chế độ là đối tượng là bị nhiễm chất độc da cam. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng của chất độc da cam dioxin vẫn còn đè nặng lên cuộc sống của nhiều gia đình. Việc sớm bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thế hệ thứ ba của những nạn nhân nhiễm chất độc hóa học được thụ hưởng chính sách trợ cấp là điều cấp thiết hơn bao giờ hết để các gia đình giảm bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.